Sáng nay, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hoành Sơn tổ chức diễn tập phương án phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tình huống giả định là xảy ra cháy tại phòng B3 tầng 2 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng. Nguyên nhân do chập điện gây cháy. Diện tích cháy dự kiến khoảng 60m². Ngay khi xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy tại cơ sở lập tức thông báo cháy, cắt điện toàn bộ khu vực xảy ra cháy và các khu vực cần thiết, tổ chức cứu người và tài sản. Công an quận Hoành Sơn triển khai 2 xe chữa cháy, 1 xe thang và 1 xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, triển khai đội hình lăn phun nước dập tắt đám cháy. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.